DB, tới cửa phun DB nha mọi người nha. Đây là phun giá ớt. Rồi bắt đầu im phê. À, trước khi phun thì lắc đều thuốc. Bên trong đây còn là nó đặt ở đây mình phải thúc cho nó hết. Mình lắc cho nó hết đỡ phí lắm. Này thuốc tốt mà. Dùng một chai DB là chịu lắm. Phân 4 từng lấy DB.